Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi thuộc về lĩnh vực thủy sản dành cho chuyên gia của Quang Tề. Câu hỏi của khán giả Yến có số điện thoại 0975 3 số cuối 521 ở Nam Định. Khán giả có hỏi là cá chấm nuôi ở ao được 6 tháng có dấu hiệu bị bong vảy, thân đỏ và lờ đờ rồi chết. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin mời chuyên gia của Quang Tề. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Thì chúng tôi đã nói đây sang mùa xuân rồi. Bệnh là bệnh thường niên của cá chấm cỏ thôi chứ cũng không có gì này. Nhiệt độ rất phù hợp và đến mùa thu nữa. Bệnh này thì thường là đấy, nó bong vảy đỏ thân rồi là đờ nó chết, nếu mà không chữa nó bệnh nó là bội nhiễm mấy bệnh liền liên tục. Như thế này thì là bệnh nấm thủy mi và bệnh sốt huyết do virus. Hai cái bệnh đấy là bệnh cực kỳ quan trọng đối với cá chấm cỏ. Cứ đến sang mùa hè thì nó sẽ giảm đi. Đến hẳn mùa đông thì nó lạnh nữa cũng không có, chứ mùa thu mùa xuân là hai cái mùa bệnh của cá chấm cỏ. Đây là gọi chúng tôi gọi là bệnh thường niên, mà nó gồm cả bệnh nấm thủy mi và bệnh sốt huyết do virus, và có thể kèm theo cả bệnh vi khuẩn. Những cái mô tả của anh thì dĩ nhiên anh mô tả trông như thế thôi, nhưng chúng tôi có nếu mà có làm thì phải đưa đi mổ ra, mổ khám xong rồi các thứ ở trong ruột, trong mang, trong gan, trong thận, trong nách của nó sẽ xuất hiện rất rõ. Nhưng mà anh nghĩ là anh đứng bên ngoài anh nhìn thấy thôi. Thì với phác đồ điều trị thì nó như chúng tôi đã nói rất nhiều rồi, anh nhớ là cứ một tuần anh định kỳ anh khử trùng cái nước ao của anh bằng các thuốc khử trùng, và khi anh lấy nước ngoài vào cũng phải khử trùng ngay, vì nước ngoài vào là nó đem mầm bệnh. Đấy, bằng cái TCA vôi đi iodine nhiều sử dụng theo nhà xuất, và dùng cái thuốc đặc trị nấm để diệt, để phòng, để trị cái bệnh nấm là Antibu, là 3 đến 5 ml cho 1 m3, cứ một tuần cho một lần xuống để nó diệt tất cả. Và thứ hai nữa về đây nó là cả bệnh vi khuẩn là bệnh virus là chính, nên chỉ dùng thuốc thảo dược, còn dùng kháng sinh không có tác dụng tí nào cả. Thì anh có thể dùng tỏi tươi giã ra nửa ký tỏi cho tạ cá, hoặc là thuốc KN04 12 4 g cho 1 ký cá ăn trong một ngày, và cho ăn 5 đến 7 ngày, và vitamin C 7 ngày liên tục. Anh nhớ cứ định kỳ cho tôi 1 tháng là anh cho ăn một lần cái thuốc thảo dược này và vitamin C thì cá của anh sẽ không xuất hiện. Chúc anh xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn vừa rồi. Và hy vọng là với những tư vấn của chuyên gia thì khán giả sẽ nhanh chóng khắc phục được cho ao cá của gia đình mình.